Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tuần mới và đây là podcast DeFi Discussion. Rất là vui khi bọn mình lại có cơ hội được ngồi xuống trò chuyện với nhau, chia sẻ về những cái vấn đề mà bọn mình đã tìm tòi và nghiên cứu trong một tuần đổ lại đây. Thì rất là vui khi lại có cơ hội được gặp lại anh em trên DeFi Discussion ha. Và đồng hành với mình trong tập podcast tuần này là một gương mặt rất là quen thuộc, đó là Ok, xin chào mọi người, mình là Mai Phan. Hiện mình đang làm researcher ở Coi68 và rất vui khi mà được gặp lại các bạn trong tập podcast tuần này. Ok, chắc là mình sẽ gợi mở một xíu về cái topic tuần này. Tại vì như các bạn cũng thấy, nhiều anh em cũng theo dõi thị trường trong vòng 1 tháng, 2 tháng đổ lại đây, thì thấy là cái từ khóa The Merge cũng như là những cái nâng cấp ở bên hệ sinh thái Ethereum, rồi những cái chain liên quan đến layer 2 ở bên Ethereum thì nó cũng khá là hot. Thì bọn mình cũng ngồi lại với nhau một khoảng thời gian mới đây thôi, thì bọn mình cũng ngồi lại với nhau và trò chuyện, cũng thảo luận sơ sơ, tức là sau cái, ví dụ như sau cái nâng cấp này của Ethereum thì cơ bản thị trường sẽ tập trung vào cái gì, và cái layer 1 nào thì sẽ gọi như là cái narrative tiếp theo, cái hot topic tiếp theo. Thôi chắc thì mình sẽ spoil luôn một xíu về hai cái hệ sinh thái mà bọn mình sẽ discuss trong tập tuần này, đó là Atom và Near. Tại vì sao mà bọn mình tập trung vào nói về hai cái hệ sinh thái này thì mình hy vọng là cái câu chuyện xuyên suốt cái podcast này nó sẽ phần nào giải thích được cái chủ đề đó. Chắc là mình sẽ disclaimer luôn với anh em, thì đây là những cái thông tin mà bọn mình đã gom nhặt được và bọn mình ngồi thảo luận với nhau để coi như là hệ thống là những cái thứ mà bọn mình đã tìm hiểu được thôi. Những cái thông tin này nó không được xem là lời khuyên đầu tư ha. Rồi thì ok, chắc là mình sẽ bắt đầu với Atom trước ha Mai ha. Tại vì dạo gần đây thì thị trường khá là FOMO với cái từ khóa là Atom 2.0. Thì anh cũng muốn biết là khi mà nhắc về cái Atom 2.0 này thì Mai có cái thông tin gì mà có thể gọi như là liệt kê ra một vài cái ý chính nhất về cái từ khóa Atom 2.0 này không? Cosmos 2.0. Ok, cảm ơn anh Nguyên. Thì đúng là dạo gần đây thì mình thấy là Atom là cái con nó bay ngược bão. Thì tóm gọn lại, trong cái Cosmos 2.0 sắp được ra mắt, sắp được thông báo vào cỡ ngày 26 28 tháng 9 tới á, thì nó có ở trong cái sự kiện Cosmosverse đúng không? Đúng rồi, Cosmosverse. Thì nó sẽ có hai điểm thay đổi mà em thấy là đáng lưu ý nhất, đó là một số cái nâng cấp về cơ sở hạ tầng, và một trong số đó là cái là Interchain Security, hay là gọi tắt là ICS đó. Thì về cơ bản á, thì cái tính năng này á, nó sẽ giúp các cái blockchain mới xây dựng trên Cosmos có thể tập trung vào việc xây dựng sản phẩm mà họ không cần phải quan tâm quá nhiều đến việc phải thu hút validator về cho mạng lưới của mình như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái thay đổi trong tokenomics của Atom. Thì trong một cái tập podcast gần đây của Zaki Manian ở trên Blockworks, thì ổng có tung hint về cái inflation schedule của Atom sắp tới, là ông mạnh miệng, thậm chí bảo là chúng tôi sẽ biến EIP 1559 của Ethereum giống như một trò đùa vậy. Thì mọi người vẫn đang đồn đoán là chắc là kiểu Atom sẽ có một cái cơ chế đốt hoặc là một cái cơ chế giảm phát nào đó nó rất là mạnh mẽ. Thì em nghĩ là đó cũng là một trong những lý do khiến người ta FOMO Atom dạo gần đây đó. Chi tiết như thế nào về cái kế hoạch này thì vẫn chưa được tiết lộ. Thực ra thì lúc mà cái tập podcast này lên sóng thì có thể cái sự kiện nó đã diễn ra và có một vài cái thay đổi ở trong cái thông tin về cái lộ trình này. Thì ok, thì có thể là nếu như mà sau này nó có cái thay đổi gì thì chắc là bọn mình sẽ có những cái cập nhật phía sau, những cái tập sau. Còn back lại cái ý hồi nãy mà Mai nói, đó là cái về cái inflation, thì anh thấy nó cũng hợp lý thôi. Tại vì Cosmos thì nhiều anh em biết thì cái tổng cung nó cũng không được giới hạn, và nó sẽ gọi như là inflate, tức là nó
nó được nhả ra thị trường liên tục đó, thì cứ có staker, có validator thì nó cứ nhả đều ra thị trường như vậy thôi. Thì việc họ có những cái kế hoạch để giảm thiểu cái nguồn cung này thì nó cũng khá là hợp lý. Hồi nãy Mai có đề cập đến một cái chi tiết là cái interchain security, thì cái này thì viết tắt nó là ICS á. Thì anh thì anh cũng tìm hiểu về Atom thì anh thấy là đôi khi anh thấy cái hệ này nó có những cái cấu trúc nó khá là khác biệt, và tìm hiểu về một cái cấu trúc mới này thì nó phát sinh ra rất là nhiều cái thuật ngữ. Thì interchain security là một cái thuật ngữ mà nói thật là khi lần đầu đọc về thì nó cũng khá là rối. Vậy thì Mai có thể nói sâu hơn và giải thích sâu hơn về cái ICS này được hay không? Tại vì anh biết là có một cái khái niệm đó là cái IBC ha. Khi mà mọi người nói nhiều về Cosmos thì nó có một cái IBC. Thì IBC, ICS thì nó cũng tự tựa nhau rồi, cái thứ thì nó cũng khá là rối á. Thì chắc là Mai, nhờ Mai sẽ gọi là đơn giản hóa lại cho các bạn nghe DeFi Discussion ha. Ok, thì nói tóm gọn á, thì IBC nó sẽ gắn với cái từ khóa là interoperability, tức là các blockchain nó có thể tương tác với nhau. Còn ICS thì nó sẽ gắn với cái từ khóa gọi là security. Thì mọi người hiểu là IBC nó giống như cái cầu, còn ICS nó là một cái cơ chế giúp bảo mật hệ thống nhưng mà một cách tiết kiệm chi phí. Thì em sẽ nói sâu hơn về cái ICS này một tí ha. Các cái vấn đề hiện tại của blockchain mới được xây dựng là không chỉ trên Cosmos đâu, mà trên kể cả non EVM hay EVM á, thì cái việc quan trọng nhất người ta cần làm đầu tiên đó là thu hút validator để chạy testnet, để chạy mainnet. Nói chung là phải có validator đã. Nhưng mà validator họ cũng có một cái vấn đề của họ là họ sẽ chỉ chọn những blockchain mà nó tiềm năng thôi, tức là họ là những blockchain FOMO, là marketing tốt, nhưng mà không phải cái blockchain mới nào nó cũng có tiền để nó tung ra, nó là marketing rầm rộ hay là nó cũng có backer khủng hết. Cho nên là nó sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn. Thì thông qua cái ICS này thì giống như Cosmos sẽ cho thuê validator, và những cái blockchain mới build trên Cosmos có thể trả một khoản phí cho Cosmos Hub, và các validator trên Cosmos Hub sẽ giúp chạy node trên các blockchain mới này. Thì nó thuận mua vừa bán thôi. Và em nghĩ nó sẽ là một cái điểm khác biệt Cosmos so với các hệ sinh thái khác. Bên cạnh cái IBC trước đó thì ICS sắp tới nó sẽ là một cái mà đáng trông chờ. Ok, cái ICS này thì anh thấy nó cũng khá là tương đồng với cái cấu trúc Relay Chain, Binary Chain ở bên Polkadot. Thì cho một vài anh em nào mà chưa nghe qua về cái cấu trúc ở bên Polkadot thì nó cũng sẽ có một cái vòng tròn ở trung tâm là Relay Chain, và các cái Binary Chain thì nó sẽ cắm vào và nó hỗ trợ xác thực cho nhau, và cũng như là cái đảm bảo cái độ an ninh cho những cái chain được cắm vào cái mạng lưới tổng đó. Vậy thì anh cũng thắc mắc là cái ICS này, tất nhiên là ICS thì nó chưa launch chính thức, nhưng mà anh cũng thắc mắc là nếu như mà launch thì cái ICS này nó có cái điều gì khác biệt, và nếu mà gọi như là hay hơn thì nó sẽ có cái gì vượt trội hay không. Anh nghĩ là nên nói về cái hướng là nó khác nhau vậy thôi. Còn nếu mà nói về tính vượt trội thì nó cũng hơi tranh cãi một xíu. Tại vì tất nhiên là cái này nó được, cái này thì nó sẽ có thiệt thòi ở cái khác ha. Thì chắc là để Mai chia sẻ về cái ý này. Ok, thì nếu như mà để so sánh giữa ICS với lại cái Relay Chain ở bên Polkadot á, thì nếu mà về mặt technical á, thì em cũng sẽ không dám bàn sâu đâu, tại vì em không phải là developer. Nhưng mà chúng ta biết có một cái sự khác biệt giữa Cosmos và Polkadot, đó là Polkadot nó có giới hạn cái slot ở trên parachain của nó, nhưng mà Cosmos thì không. Muốn bao nhiêu chain cũng được hết. Thì em nghĩ thứ nhất cái này là một cái thế mạnh của Cosmos, và thứ hai á, theo em tìm hiểu, theo em có nói chuyện với một số developer, một số dự án ở Việt Nam, họ muốn build một blockchain riêng á, thì họ cũng ưu ái làm việc kiểu build trên Cosmos hơn, bởi vì cái tài liệu trên Cosmos nó đầy đủ hơn. Dự án ở Việt Nam thôi, nhưng mà theo em tìm hiểu được thì nó là như vậy. Tại vì nó có cái SDK đúng không? Nó có một cái bộ công cụ hỗ trợ. Chắc là chúng ta sẽ nói qua về cái từ khóa còn lại mà mình cũng khá là quan tâm, đó là cái NEAR, cái lộ trình sharding sắp tới của NEAR. Với NEAR thì
thú thật là dạo gần đây thì Near cũng khá là ít cái phát triển về mặt hạ tầng và product. Nhưng mà trong cái Near, cái hội nghị Nearcon gần đây thì cái hệ sinh thái này nó cũng đón nhận rất là nhiều cái tin tức khá là tích cực. Cá nhân anh nhận định thì sau khi mà Ethereum nó triển khai cái merge đúng không, thì ngoài những cái ví dụ như là EIP 4844 rồi những cái như là cho root tiền từ Bitcoin chain ra, thì sắp tới thì Ethereum nó cũng sẽ bắt đầu có cái search, tức là cái một trong những cái phase rất là quan trọng sau the merge. Thì trong cái search này thì một cái từ khóa rất là quan trọng đó là sharding. Thì anh cũng nghĩ là ok, nếu như mà Ethereum nó là cái đầu tàu của thị trường và nó bắt đầu nói nhiều về cái từ khóa sharding, thì các cái dự án mà cũng áp dụng cái công nghệ tương tự này thì maybe đâu đó thì người ta cũng sẽ tìm hiểu cái hệ sinh thái đó. Thì chắc là Mai sẽ giải thích một xíu về cái sharding của Near ha. Thì em có thể giải thích một xíu về cái lộ trình này của Near được không? Ok, thì cái lộ trình của về sharding của Near thì là phase 0 á, là simple nightshade á, thì nó sẽ giúp giảm khối lượng thông tin cần phải lưu trữ mỗi lần xử lý giao dịch. Thì cái này nó giúp cho mạng lưới nó phi tập trung hơn, và đồng nghĩa với việc là sẽ có nhiều người có thể chạy node trên Near hơn, và nó đã được triển khai hồi tháng 11 năm ngoái rồi. Về phase 1 á, thì cái phase này nó sẽ, cái mục tiêu của nó sẽ là sẽ yeah, cũng sẽ là giúp người dùng phổ thông dễ dàng đóng góp vào hệ thống Near hơn, thông qua cái việc là kiểu nó sẽ giảm những cái yêu cầu về trang thiết bị khi mà chạy node á. Theo đúng kế hoạch á, thì nó sẽ phải được diễn ra trong quý 3 2022 rồi, nhưng mà nó chưa diễn ra. Theo em tìm hiểu thì nó sắp triển khai thôi, còn thời gian chính thức ấn định thì cũng chưa biết. Rồi phase 2 á, thì cũng là sẽ là nightshade. Nightshade này em nghĩ là mọi người nếu mà có tìm hiểu về Near thì sẽ nghe nhiều. Thì yeah, vẫn là cái mục tiêu chính đó, tức là kiểu nó tối giản hơn nữa những cái thiết bị cần mà một validator cần để mà chạy node trên Near. Rồi cái phase cuối cùng á, thì nó là gọi là dynamic resharding, tức là nó cho phép phân chia rồi kết hợp các shard ở trên Near, và nó sẽ giúp tăng khả năng mở rộng của Near, gọi là đến vô cực luôn. Thì đó là khái quát về cái lộ trình sharding của Near như vậy. Thực ra thì anh thấy là cái lộ trình này nó cũng nó bị delay thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì build cái hạ tầng ở phía dưới thì nó sẽ khác build một cái DApp rất nhiều. Với Ethereum thì chúng ta quá quen thuộc với cái việc delay rồi, thì cái việc delay của Near thì chúng ta biết đó thôi, tức là cũng không gọi là quá nghiêm trọng vậy, vì đôi khi là một cái hạ tầng hoặc là một cái gì đó đặt nền tảng cho một cái đường dài thì nó cần cái sự gọi là rồi thì nãy giờ thì mình cũng gọi như là mình cũng chia sẻ một xíu về cái sự tương đồng giữa Ethereum và Near đúng không? Xoay quanh cái từ khóa sharding thì Mai có thể chia sẻ một xíu về cái sharding của hai cái blockchain này nó khác nhau gì không? Tại vì nhiều khi là cùng là sharding nhưng mà có thể cái cách làm nó sẽ khác nhau. Hay sau đó thì về cơ bản nha, thì sharding của Ethereum nó sẽ bao gồm nhiều blockchain nhỏ hoạt động song song với nhau. Đó, xong rồi kiểu mới tổng hợp lên cái beacon chain chính. Rồi cái sharding của Near thì nó chỉ có một chain duy nhất thôi, tức là nó không có chia ra nhiều blockchain nhỏ nhỏ, và nó sẽ short là nó sẽ là theo kiểu là các thông tin lưu trữ trong mỗi block nó sẽ được chia ra thành từng short, chứ không phải là chia ra thành từng chain. Tức là thay vì một thằng thì chia cái chain ra thành nhiều chain nhỏ, còn này là chia cái block ra thành nhiều cái chunk, gọi là cái chân, để xử lý giao dịch nhanh hơn đó. Yeah. Rồi thì cái đó là cái gọi là khác nhau trong cái cách tiếp cận của Near và Ethereum. Anh thấy Near thì họ cũng có những cái động thái để gọi như là kéo sát lại được, nói chung là có những cái connection nó sát hơn với Ethereum, điển hình là những cái EVM chain như là Aurora đúng không? Rồi Cosmos thì hình như bữa đọc được một cái tin đó là họ cũng sẽ có những cái cách triển khai để kết nối IBC với Ethereum thông qua một cái cơ chế là ZK.
Thì cái này thì anh đọc thì cũng thấy nó cũng là mạch ý tưởng thôi. Nhưng mà nói chung là hầu hết các cái blockchain mà nên EVM này thì họ cũng đang có những cái động thái để gọi là tiếp cận Ethereum. Hả? Thì không biết là mày nghĩ như thế nào về những cái cách tiếp cận này, đặc biệt là những cái EVM chain của các cái blockchain thế hệ mới này. Ok, thì đối với những cái blockchain như là Cosmos hay Near thì ở trên đó nó cũng có những cái giải pháp gọi là tương thích với EVM. Ví dụ như Cosmos thì có Fmos, Near thì có Aurora. Thì nói chung là nhìn chung đối với em thời điểm hiện tại thì em thấy là những cái blockchain này nó chỉ sử dụng cái từ khóa tương thích với EVM giống như là một công cụ marketing thôi, chứ nó cũng chưa, cái hệ sinh thái nó chưa có gì quá nổi bật là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái điểm mạnh đầu tiên của những cái blockchain này là của những cái giải pháp tương thích với EVM này á, thì đúng là nó sẽ thu hút người dùng, sẽ thu hút các lập trình viên từ Ethereum sang. Nhưng mà theo em nhìn nhận sau một mùa bê á thì cái việc này nó là con dao hai lưỡi, tại vì người ta dễ đến với mình thì người ta cũng sẽ dễ đi. Tại vì sau mùa bê nè, các chain tương thích với EVM bây giờ cộng đồng nó cũng không có quá sôi nổi nữa, tại vì tất cả đều quay lại với Ethereum, tại vì nó an toàn và quan trọng nhất là nó quen thuộc đó. Ngược lại những cái blockchain không tương thích với EVM, em lấy ví dụ Solana, thì cái giai đoạn xây dựng cộng đồng ban đầu nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà chính vì cái khó khăn đó cho nên là người ta mới gắn bó với nhau lâu dài hơn và cùng nhau xây dựng để tìm cái hướng đi đúng cho cái dự án. Tức là bây giờ những cái giải pháp phụ trợ đi, những cái giải pháp phụ trợ EVM của các cái blockchain nên EVM thì nó vẫn đang là gọi như là chưa hiệu quả lắm, đúng không? Nó vẫn chưa build được một cái hệ sinh thái đủ dày để nó thu hút tiền từ Ethereum và từ đó bổ trợ cho cái chain gốc. Thực ra thì anh thấy cái nhận định này nó cũng khá là hợp lý, tại vì ví dụ như Aurora đi, có một cái giai đoạn mà Near nó hot thì Aurora nó gần như là nó là một cái bổ trợ rất là mạnh cho Near, đúng không? Thấy là rất là nhiều các cái sản phẩm ở trên Aurora nó lên và nó thu hút được một cái lượng tiền khá là lớn đổ vào Near. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì tiền nó cũng bắt đầu nó rút dần ra khỏi cái thị trường tổng luôn, tức là rút ra khỏi cái thị trường crypto luôn, và một phần thì nó rút về những cái chain mà người dùng quen thuộc, giống như nãy Mai có chia sẻ. Thì vô hình chung thì những cái EVM, các giải pháp EVM này nó lại không đủ khả năng để nó giữ được cái dòng tiền. Và với Aurora thì nó cũng đang trong cái giai đoạn phát triển thôi. Thì nếu như mà anh em nào theo dõi Aurora thì cũng thấy là lâu lâu nó cũng sẽ xuất hiện một vài cái bug và một vài cái tin liên quan đến việc là cái cầu nối nó bị tấn công sau đó. Thì với cái EVM ở bên Cosmos thì anh cũng thấy là nó cũng gặp cái tình trạng tương tự. Thứ nhất là nó gặp cái tình trạng về cầu nối, thứ hai là vì cái cầu nối nó không quá thuận tiện cho người dùng nên là cái việc phân mảnh về liquidity, về thanh khoản nó cũng rất là nghiêm trọng, tại vì đi từ chain này sang chain khác này nó cũng khá là phức tạp. Khi mà IBC nó triển khai được nhiều hơn và nhiều chain hơn thì không biết là sẽ có cái option nào, cái giải pháp nào để xử lý cái vấn đề thanh khoản hay không. Nhưng mà hiện tại thì thấy là đi từ một cái chain nào đó đi, ví dụ như đi từ ví dụ giờ có ở trên EVM OS đúng không, thì đi qua các cái chain khác thì nó cũng khá là bất tiện. Ví dụ đi qua Ethereum thì nó cũng không có cầu mấy. Rồi đi từ EVM OS sang những cái hệ trong Cosmos thì cái thao tác, bản thân cái thao tác nó cũng khá là phức tạp. Tại vì nếu như mà mình dùng cái ví Kepler, cái ví native của Cosmos thì nó tiện đó, thì đi quanh quanh trong cái hệ nó tiện. Nhưng mà ví dụ như người dùng mà người ta dùng MetaMask và người ta kết nối, người ta gọi như là người ta kết nối với EVMOS bằng MetaMask, thì khi mà chuyển từ EVMOS sang các cái chain khác ở trong Cosmos thì nó khá là nhập nhằng ở cái khâu mà tiếp xúc với người dùng như vậy. Thì đó là những cái bất cập của những cái chain EVMOS. Thực ra cái ý này thì bọn mình cũng có từng chia sẻ ở trong một tập, với lại một tập liên quan đến cái EVM, tức là cái rào cản, một cái gọi như là một cái cơ chế để bảo vệ dòng tiền của các cái blockchain EVM rồi. Thì anh em nếu mà quan tâm về cái từ khóa này thì có thể search lại những cái tập trước, thì bọn mình có đào sâu về cái câu chuyện EVM hay là nên EVM rồi. Thì ok rồi,
chắc là mình sẽ nói một xíu về cái narrative real yield ha. Tức là dạo gần đây thì anh thấy một hai tháng đổ lại đây thì ngoài cái narrative về Ethereum và L2 thì mọi người cũng nói nhiều về real yield. Thì với nhiều cái blockchain layer 1 hiện tại á, thì phần lớn là họ có một cái mức phí thu khá là thấp, họ kỳ vọng là sẽ giải quyết được cái vấn đề phí của Ethereum. Đó, thì nhưng mà đổi lại thì khi mà phí giao dịch thấp á, thì cái bài toán về tài chính, bài toán về kinh tế của họ thì sẽ vô hình chung là doanh thu nó sẽ thấp lại. Vậy thì nếu mà theo cái narrative là real yield này, thì em có nghĩ là đây là một cái cách tiếp cận nó bền vững đối với các cái blockchain thế hệ mới này không? Em nghĩ là đây là một cái câu hỏi rất là thú vị của anh Nguyên, bởi vì em cũng suy nghĩ về cái chủ đề này rất là nhiều. Là nói chung là nó giống như là có một sự đánh đổi giữa phí giao dịch thấp, mass adoption, kiểu đón nhận nhiều người dùng hơn, nhưng mà lại là kiểu phải đánh đổi là doanh thu ít hơn. Thì em nghĩ là nếu như mà kéo giá rẻ xuống, nhưng mà nếu mà nó thật sự có chất lượng, nó thật sự thu hút được nhiều người dùng hơn, thì doanh thu nó có thể không có tăng vượt trội nhờ giá của token, nhưng mà nó sẽ ổn định hơn, tại vì blockchain được sử dụng rộng rãi hơn rồi trong cuộc sống hàng ngày đó, kiểu vậy, kiểu như nó sẽ ổn định hơn. Và một cái nữa là thực ra các blockchain layer 1 á, nó sẽ không chỉ kiếm tiền nhờ cái tokenomics, nó có thể kiếm tiền bằng việc hợp tác với các doanh nghiệp lớn nữa, ví dụ các ngân hàng truyền thống hay gì đó, có thể là xây dựng một cái private blockchain riêng cho mấy công ty đó. Đương nhiên thì mấy cái việc này á, nó có thể không trực tiếp là tăng giá token, nếu có thì kiểu tăng nhờ news, rồi kiểu nó sẽ rớt lại ngay sau đó thôi, nó short term thôi. Nếu như mà các blockchain layer 1 này nó chứng minh được cái chất lượng của nó thông qua cái hệ sinh thái DeFi, hệ sinh thái NFT các thứ trên cái blockchain của nó, thì em nghĩ là nó sẽ là một cái điểm cộng lớn với các đối tác là các doanh nghiệp truyền thống. Rồi, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba á, thì là các blockchain layer 1 cũng có thể kiếm tiền từ việc hỗ trợ các dự án mới được xây dựng trên cái blockchain của mình. Ví dụ như là như cái trường hợp mà chúng ta đang bàn luận ngay trong cái podcast này, đó là việc triển khai ICS của Cosmos cho thuê validator, rồi từ đó thu về lại giá trị cho Cosmos Hub. Em nghĩ là họ sẽ phải tìm cách để tồn tại, và họ sẽ tìm ra thôi nếu như mà team thật sự là có quyết tâm làm. Thực ra thì với các cái blockchain mà nó mới thời gian gần đây thì anh thấy là cái số lượng validator nó cũng khá là giới hạn, gần như là họ đang đánh đổi cái tiềm năng, cái upside của tương lai nhiều hơn là họ thu lợi từ cái phí giao dịch ở thời điểm hiện tại. Tức là ở thời điểm hiện tại cái phí giao dịch và cái số lượng giao dịch nó không đủ để bù đắp những cái phần gọi như là cái chi phí cơ bản của việc chạy node. Thì nhưng mà về trong tương lai, ví dụ như số lượng giao dịch nó tăng lên rồi cái giá của cái token đó nó cũng tăng lên nữa, thì tổng chung lại thì cái doanh thu của họ thì nó cũng sẽ make sense về cái bài toán kinh tế thôi. Nhưng mà em nghĩ cái việc là doanh thu nó đi song song với lại số lượng giao dịch đó, thì em nghĩ cái tương lai nó sẽ xa, tại vì nếu như mà mọi người nhìn vô cái biểu đồ giá với lại biểu đồ số lượng giao dịch chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy là đôi khi nó còn ngược hướng nhau nữa. Cho nên là đúng như anh nói, thì nói chung là giá nó tăng, doanh thu tăng nhờ đến từ kỳ vọng với tương lai nhiều hơn là những cái hoạt động thực chất bây giờ. Thực ra thì có một cái ý hồi nãy Mai cũng có nói, đó là cái dòng tiền từ những cái dự án mà nó xây ở trên nền đó, hoặc là với các cái blockchain kiểu như internet blockchain đó, thì nó sẽ có một cái lượng tiền thu đối với các cái chain mà họ muốn cắm vào cái mạng lưới. Thì cái việc mà người ta mua token để người ta làm validator, để người ta chạy một cái chain để cắm vào cái mạng lưới tổng, thì nó cũng là một cái nguồn doanh thu, cũng có thể coi là một nguồn doanh thu cho mạng lưới, bởi vì cái dòng tiền nó vẫn sẽ đổ vào cái đồng coin chính mà, đúng không? Thì cái đó cũng là sẽ là một cái dòng tiền, và nó có thể cộng dồn vào để chúng ta có thể estimate được cái blockchain đó. Chứ nếu như mà xét về cái phi thu không thì chắc chắn là rất là khó rồi, tại vì mạng lưới bây giờ thì activity nó cũng giảm,
một cái mùa bear thì cái hoạt động nó cũng siêu xuống rồi. Số lượng giao dịch đồ này nọ thì nó không thể sôi động được như ngày xưa nữa, thì từ đó cái dòng tiền đổ vào theo mặt phí giao dịch thì nó sẽ thấp xuống. Rồi thì ok, thì mình nghĩ là cái tập podcast tuần này thì nó cũng đâu đó mang lại một vài cái từ khóa nó cũng khá là thú vị. Những cái vấn đề, những cái câu chuyện để anh em có thể đào sâu và nghiên cứu, tìm hiểu, cũng như là đưa ra được những cái quyết định đầu tư cho cá nhân mình. Thì hy vọng là bọn mình đã mang lại những cái góc nhìn nó thú vị dành cho anh em trong tập tuần này. Và chắc là mình sẽ để cho Mai gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Ok, một lần nữa thì mình xin cảm ơn anh Nguyên đã mời mình đến buổi podcast ngày hôm nay. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành với bọn mình đến thời điểm này. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, rất là vui khi bọn mình vẫn còn trụ được tới tập thứ 63 và bọn mình vẫn còn cơ hội để ngồi đây để nói chuyện với các bạn, đồng hành với Phi Trương. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với nhiều topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành với bọn mình tuần này.